Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Hiện tại Thúy đang có mặt tại dự án Bến Cát City Zone nằm trên trục đường DT741 Nguyễn Văn Thành thuộc khu đô thị liên hợp công nghiệp thương mại dịch vụ với quy mô 4.196 ha. Đây là khu vực được quy hoạch tổng thể vùng đô thị thông minh Bình Dương, mang lại cho dự án khả năng liên kết vùng vô cùng mạnh mẽ. Với pháp lý quy hoạch 1/500 sổ hồng từ nền, Bến Cát City Zone hứa hẹn sẽ tạo nên niềm tin cho khách hàng với một dự án minh bạch về pháp lý và có tiềm năng lớn về sinh lời cao để an cư hoặc đầu tư sinh lãi giàu tiềm năng bậc nhất. Bến Cát City Zone tọa lạc trên mặt tiền đường tuyến đường DT741 Nguyễn Văn Thành, thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều khu vực trung tâm, phải kể đến như là thành phố mới, thành phố Thủ Dầu Một, trung tâm thị xã Bến Cát. Điểm nhấn vị trí dự án là liền kề khu vực có mật độ dân số cao, giao thông kết nối thuận lợi như vành đai 4, Nguyễn Thị Minh Khai, quốc lộ 13 và là nơi tập trung đến 7 khu công nghiệp lớn như Vinship 2, Vinship 2 mở rộng, Mỹ Phước 1, 2, 3. Với hàng ngàn lượng chuyên gia, kỹ sư lao động. Vì vậy, chắc chắn dự án Bến Cát City Zone sẽ mang lại cho nhà đầu tư an tâm sinh sống, cho thuê hoặc kinh doanh các ngành nghề, đặc biệt là rất dễ dàng chuyển nhượng lại với giá cao. Đồng thời, thị xã Bến Cát được định hướng sẽ lên đô thị loại 2 sau năm 2020 và đang chú trọng công việc xây dựng nhiều dự án nâng cấp hạ tầng trong khu vực. Đơn cử như dự án mở rộng đường 7A, đường DT744, DT748, DT741, cầu Ông Phụ, cầu Thới An với số vốn lên tới 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thị xã Bến Cát cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án quy hoạch hạ tầng và xây dựng nông thôn mới, trong đó có phường Chánh Phú Hòa. Cụ thể, khu vực này được đầu tư sửa chữa, mở rộng các tuyến đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường, góp phần nâng cấp toàn diện được cảnh quan, giúp cho khu vực Chánh Phú Hòa phát triển tổng thể về kinh tế xã hội. Như vậy, với vị trí trung tâm, Bến Cát City Zone sẽ hưởng lợi không ít từ những chính sách quy hoạch khu vực Bến Cát, giúp gia tăng giá trị từng ngày cũng như tính thanh khoản của dự án luôn ở mức bền vững và hiệu suất sinh lời cao. Dự án Bến Cát City Zone Chánh Phú Hòa được quy hoạch thành một khu nhà ở với những tiện ích đáp ứng nhu cầu cơ bản của cư dân, phải kể đến như công viên nội khu, trung tâm thương mại, đường dạo phố, khu sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, City Zone Bến Cát cũng được thừa hưởng chuỗi tiện ích ngoại khu hoàn thiện của khu vực như trường học các cấp, chợ Tránh Lưu, bệnh viện Mỹ Phước, nhà hát Mỹ Phước, Ủy ban Nhân dân phường Chánh Phú Hòa. Bên cạnh đó là khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Mỹ Phước 2, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thu hút số lượng lớn lao động về đây an cư và lạc nghiệp. Đặc biệt, sắp tới dự án Trung tâm Thương mại Thế giới và khu đô thị Đại học Cổng Xanh đi vào hoạt động sẽ là đòn bẩy giúp Bến Cát City Zone trở thành một môi trường sống chất lượng và tiện nghi. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Thúy Đức đang giới thiệu cùng quý anh chị và các bạn về toàn bộ hình ảnh 3D của dự án Bến Cát City Zone. Tức là quý anh chị và các bạn đang quan tâm để đầu tư một dự án nằm ở trong khu vực Bến Cát và của tỉnh Bình Dương thì có thể inbox trực tiếp cho Thúy hoặc có thể để lại comment để Thúy tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.